mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Trời nắng nhẹ, em đêm gió lay. Là cảm xúc khó nói chi biết nên ngẩn ngơ. Níu ta áo dài bay bay. Sẽ hận hồn sau hôm nay ta cách xa rồi. Đến bao giờ được thêm một lần chờ nhau thông dong trên chiếc xe đạp. Tài chính của bọn em chờ sáng trở về. Đã 10 năm kể từ ngày chúng ta tốt nghiệp dưới mái trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Hôm nay, sau 10 năm ra trường, chúng ta mới có dịp gặp mặt đông đủ cùng các thầy cô giáo kính yêu và bạn học thân thiết. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các thành viên lớp TC44E niên khóa 2011-2014, em xin gửi lời tới các thầy cô giáo sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc. Chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào, sức khỏe, viên mãn và thành công trong cuộc sống. Xin gửi lời tới các bạn, lời thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình mình vạn sự như ý, thành công và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó. Hôm nay, lớp TC44E tổ chức buổi họp mặt chính thức sau 10 năm xa cách một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn, cũng để thỏa lòng những tâm tư, tình cảm đó. Và đây cũng là nguyên do chính của cuộc họp gặp mặt ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo trường, cô xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo, các em cựu sinh viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em thành công và thành công hơn nữa trong cái chặng đường sắp tới. Chúng em được các thầy cô giáo trang bị cho những kiến thức như một hành trang để bước vào đời. Để rồi hôm nay chúng ta lại gặp nhau sau bao năm xa cách, cùng ôn lại những kỷ niệm. Tài chính 44E 15 thầy trẻ. Bố mẹ ơi, con lên TV rồi. Tài chính 44E 15 trở về. Từng ngày nào nồng nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm. Chiêm bao qua rồi một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh đàng bầu trời nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi bồn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu
con dài và còn nhiều hơn trong gai. Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắm mau phai. Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế. Giữa cơn đau nặng nề khốn khó lê thê, thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ. Đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng đi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như tôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, sau 10 năm ra trường thì mình cảm thấy có một cái sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của mình là mình cũng tăng đúng 10 cân. Đúng rồi, tăng đúng 10 cân. Hello mọi người, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2024. Thì mình tên là Minh Tú, đây là Tuyết Mai, đây là Vệ Còn. Còn đây là quay lại xem cái giao diện cô giáo Thảo, đây là cô giáo Thảo, đây là thầm thương thôi trộm nhớ gọi là Thương, còn đây là Phan Trang. Đấy thì hôm nay rất là vui khi sau 10 năm là khóa của mình là từ năm 2014 cho đến bây giờ là 2024 là đã được 10 năm rồi, thì rất là cảm thấy vui khi mọi người đã có mặt tại đây. Tuy rằng không được đông đủ tất cả mọi người lắm nhưng mà gặp được nhau như thế này đã là quá tuyệt vời rồi. Hy vọng rằng là trong tương lai của chúng ta tầm độ khoảng 2 năm đến 5 năm thì mọi người sẽ gặp nhau và cùng nhau xem lại những cái thước phim này. Và mọi người sẽ ồ lên, tại sao ngày đấy mình xinh đẹp như vậy. Bây giờ mình còn xinh hơn, ngày sau mình phải xinh hơn. Hello cả nhà. Hello. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 6 tháng 10 năm 2024 và bây giờ là bọn mình đang có mặt tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Thì hôm nay là kỷ niệm 10 năm sau khi bọn mình ra trường, thì video này sẽ là một cái video đánh mốc của 10 năm thứ nhất và hy vọng rằng là 5 năm sau chúng mình sẽ tập hợp đông đủ như thế này và còn nhiều hơn thế nữa. Xin chào cả nhà.